Chào mừng tất cả quý anh chị và toàn thể mọi người đã quay trở lại video của em nha. Hôm nay thì em lại tiếp tục giới thiệu đến cho mọi người một mảnh vườn sầu riêng nha. Lô đất của mình thì có tổng diện tích là 3 hecta, sổ sách đầy đủ. Tọa lạc tại xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước nha. Lô đất của mình thì có tổng là 400 cây sầu riêng nha. Trong đó là 300 cây là năm vừa rồi cho thu bói này nha, sang năm thu chính nha mọi người. 300 cây sầu này thì có 200 là sầu thái và 100 là sầu ri nhá. Kèm theo đó là còn khoảng tầm 2 sào đang điều già nha. Chỗ dốc dốc là trồng điều và xen các loại cây ăn trái như bơ rồi măng cụt chôm chôm nha mọi người. Lô đất của mình thì khu vực trồng sầu riêng là 300 cây đang bói này rất là bằng đẹp luôn nha. Đất bằng như sân, đất ôm tầm 300 mét suối đá rất là đẹp luôn nha mọi người. Và hiện tại thì lô đất này cách quốc lộ 14A là 3,5 km, cách trung tâm xã Thọ Sơn là 6 km, cách trung tâm huyện Bù Đăng là 13 cây số nha, cách thành phố Đồng Xoài là 60 cây và di chuyển về tới Sài Gòn là 180 cây nha mọi người. Trong 3,5 km này thì hoàn toàn bằng đa số là đường bê tông rồi nha, mất khoảng tầm 600 mét đường đất, nhưng mà đoạn đường đất này thì ô tô có thể đi được. Có 300 mét đường đất khó đi thì hiện tại là bác chủ đã đổ đường bê tông vào tận đất rồi nha. Lô đất của mình thì hiện tại là chưa có điện nha mọi người và đang cách cho đường điện là 1,5 km. Hiện tại thì đang dùng năng lượng mặt trời. Trên đất có một cái chòi này nha, 300 mét suối đá, ống máy tưới đầy đủ. Hiện tại thì lô đất này chưa có bếp gốc nha mọi người, đang bác chủ đang tưới dí. Hiện tại thì xung quanh này thì bác chủ đã cắt hết điều rồi, đã dọn điều rồi nha. Đường bê tông vào tận đất. Đường bê tông này là đường bê tông bác chủ tự đổ nha. Và hiện tại thì con đường này thì cũng có hiện trên sổ nha, nhưng mà chỉ là đường vào rẫy thôi nha mọi người, không phải là mặt đường chính. 300 cây sầu riêng, 200 cây sầu thái, 100 cây sầu ri. Năm vừa rồi bói thì mỗi cây có được khoảng tầm 10-15 trái nha. Mỗi cây thường dao động từ 30-50 kg nha mọi người. Đó, là tổng là 300 cây, 100 cây sầu ri, 200 cây sầu thái. Và tổng diện tích 3 hecta này thì bác chủ đang mong muốn bán với cái giá là 4 tỷ rưỡi có thương lượng nha mọi người. Hiện tại thì mùa mưa nên bác chủ rất là kỹ, đã đi múc mương giữa hàng của các hàng sầu riêng để mà để tránh cái trường hợp bị úng nha, thoát nước rất là tốt. Hiện tại thì trái của vườn sầu riêng này bác chủ đã bán hết rồi nha mọi người, đã cắt bán và đang tiến hành làm lá nha, đang tiến hành tạo tán lá. Em sẽ đi chi tiết xuống phần phía dưới cho mọi người quan sát nhé. Đó, lô đất của mình thì rất là bằng nha. Hệ thống dò dọc thì chưa có, nhưng mà hệ thống tưới ống thì bác chủ đã chôn ống khắp vườn rồi nha, phục vụ tưới tiêu rất là tốt. Đó, 300 cây sầu thái, 100 cây sầu ri. Hiện tại thì những cái cành mà không đẹp bác chủ đã tỉa hết rồi nha. Có mấy chục cây là nối tiếp nhau, năm thứ hai, năm ba nối tiếp nhau nha, do một số cây bị chết và bác chủ đã dặm lại nha mọi người, nên nó phát triển không theo kịp mấy cây lớn nha. Hiện tại thì số cây năm thứ sáu để bắt đầu thu chính khoảng tầm 270 cây là chắc chắn nha mọi người. Hiện tại thì khu vực này á, sầu phát triển rất là mạnh đẹp, và khu vực Thọ Sơn này thì gió cũng không có nha mọi người, nhìn cái tàn cái sầu riêng là gió rất là ít luôn. Hiện tại thì cây sầu riêng thì phát triển rất là tốt, không bị nấm bệnh và không bị nở rễ nở cây nha. Lô đất này thì hiện tại là tương đối là bằng đẹp. Giá thì là 4 tỷ rưỡi có thương lượng. Mọi thông tin về lô đất thì em mong mọi người gọi về số điện thoại 0987 326 906. Hiện tại là để mà được trồng được một vườn sầu riêng như thế này thì rất là tâm huyết nha mọi người. Cái điểm trừ của lô đất là một số cây sầu riêng phát triển không đều, do ngày xưa lúc bác chủ bắt đầu trồng thì để điều nha mọi người, xen trong tán điều nên nó phát triển không đều, nên lúc mà phá điều đi thì nhiều cây nó bị trột, là chăm phải chăm sóc lại.
Em đang di chuyển về phía cái suối nha. Và xung quanh bờ suối thì bác chủ đã trồng dừa và các loại cây ăn trái này nha. Dừa xiêm nùn nha mọi người. Trồng kín hết suối rồi. Suối thì bác chủ làm rất là đẹp, đã sửa sang lại rồi, không để nó bị chảy vào phần đất của mình nha. Và hiện tại là phía dưới của con suối này có một cái đập nên nước thoát rất là nhanh. Mỗi lần mưa thì mất khoảng tầm vài chục phút để thoát nước thôi nha. Mỗi lần tạnh mưa là mất vài phút thoát nước. Hiện tại em vào là mùa mưa nên cái suối này thì em cũng quay là lúc này trời mới tạnh mưa luôn nha mọi người. Nhưng mà nước rất là trong đẹp. Một số cây sầu riêng mà lá vàng như này là bác chủ nói là đang bị nấm bệnh nha mọi người. Đang tiến hành sục thuốc bị nấm gốc gì đó, bác chủ nói là bị nấm gốc. Thi thoảng bị một cây thôi. Nhưng mà còn số này thì tương đối là đều đẹp nha. Hiện tại thì con đường mất 600m đường đất thì mất khoảng tầm 200m là nó có đá. Nên mọi người vào nô đất thì đi bán tải là ưu tiên nha. Còn lại mấy trăm mét đó thì đi xe 4 chỗ thì khó. Mất 600m thì đi xe 4 chỗ rất là cực thôi. Đất thì tương đối là bằng, mất khoảng 2 sào là dốc. Nhẹ đang để điều nha mọi người, đang trồng điều và xen măng cụt bên dưới. Xíu nữa em sẽ di chuyển lên phía trên cho mọi người quan sát. Suối là mùa mưa rất là đẹp, còn mùa khô thì ít nước hơn nhưng mà đẹp hơn nha mọi người. Suối chảy, suối đá rất là đẹp. Nước bao la luôn. Hiện tại thì bác chủ có một hai cái ao nhưng mà không sử dụng nước ao nhé, tưới nước suối luôn nha mọi người. Đất của mình thì cao hơn suối khoảng tầm 2-3m nên không sợ bị trũng và bị úng nha. Nước suối trong xanh rất là đẹp. Hiện tại thì giá sầu riêng đang rất là cao. Mọi người sở hữu được lô đất thì sẽ rất là quý nha. Chăm sóc rồi làm trái tốt là 1-2 năm là gỡ gốc thôi nha mọi người. Mọi người cố gắng theo dõi video của em nha. Em xin phép được dừng tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại.